kêu nó chạy đó. Mương nè. Không có bển rồi rộng lên ăn không kéo trời ơi. Các bạn thấy đặt lự cái chưa nghe các bạn? Đó các bạn thấy không? Rồi các bạn xem video các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Những cái lú văng gì các bạn. Rồi chào các bạn, giờ mình đi thăm lú nha các bạn. Rồi chúng không các bạn. Em cái gù bự không các bạn. Bên tài nó chạy không? Chúng cái gù không qua có rồi. Thế là chạy gù lứa thôi. Gù bự. Bự xìu. Nó ra mấy giờ? 2 giờ rưỡi. Rồi các bạn thấy đi mình lên lựa rất là lâu nữa các bạn. Dở quay lại lựa nữa các bạn. Bảy chạy không? Hả? Bảy. Không biết đâu. Cậu. Hả? Cậu. Trời,
mồi nhiều không? Được rồi, gì được rồi. Đi cho đồng điện con nha. Cái gì? Con đi có đi vô nào điện con nha. Đâu? Con đi đâu đó? Nha. Đấy nó đây hoài. Ngắt rồi nè. Ê, lại nghe điện thoại giờ tôi cái. Trời, cái điện đó. Đó không à, không có con bự. Con mồi không à. Cái lóc bự biết gì nữa. Cái sao cậu? Thì chạy mấy cái bên đây không, bỏ nó có chạy đâu. Nó chạy đều hết. À, chúng nó ngồi. Nó đậu hai ba con nữa ngon, hết cái này bộ hết. Nè mà đậu hai ba con gì nói gì. Cái bự thấy không? À, các bạn thấy nghề lú cũng là cực lắm các bạn, thức đêm thức khuya để dở các bạn, mình mẩy sình bùng ướt ướt hết rồi. Các bạn thấy để bắt những con cá không phải dễ đâu các bạn. Nghề được lú cứ khi trúng khi thắt các bạn. Tại mùa nước thì mưu sinh mình kiếm cá này kia các bạn. Đó các bạn thấy đó, vô đó lú nữa các bạn. Hả? Sớm mà mấy ba mấy gì? Rồi. Gì? Các bạn thấy cái gô bự không các bạn? Chạy gô tham không? Sát bên nó vậy sao? Các bạn video tiếp theo của mình nha, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.